Hi, xin chào cả nhà. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ, theo dõi và quay trở lại với kênh. Đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh. Hãy bình luận những comment của các bạn ở phần phía dưới nhé. Và sau đây xin mời quý vị cùng tới với video tiếp theo. Chân dung Thái Phương, con gái út của Thanh Thanh Hiền. Thanh Thanh Hiền, sinh năm 1969 là một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng của Việt Nam. Hơn 30 năm gắn bó với nghệ thuật, cô được khán giả yêu mến bởi chất giọng ngọt ngào, sâu lắng. Ngoài cải lương, Thanh Thanh Hiền còn lấn sân sang nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống khác như chèo, ca trù, hài kịch. Sau nhiều năm, vở hài kịch Người Ngựa, Ngựa Người của cô và Xuân Hinh vẫn gây ấn tượng trong lòng khán giả. Thành công trong sự nghiệp nhưng đời sống cá nhân của Thanh Thanh Hiền lại không mấy suôn sẻ. Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô bằng lòng với mọi thứ hiện tại, bên hai cô con gái Tú Linh và Thái Phương. Trong khi cô chị sớm từ bỏ đam mê với nghệ thuật, thì con gái thứ hai của nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Hiền quyết tâm trở thành ca sĩ. Thái Phương hiện đang theo học trung cấp chuyên nghiệp về nhạc cụ dân tộc. Cô có thể chơi được đàn bầu và đàn tranh. Thái Phương cũng từng theo mẹ biểu diễn ở nhiều nơi trong nước và quốc tế. Không những thế, cô bé còn học rất giỏi môn toán. Từ năm 6 tuổi, Thái Phương được bố mẹ cho học ca trù và từng giành giải nhất liên hoan ca trù Hà Nội. Ngoài ca trù, cô bé có khả năng hát sầm, cải lương, nhạc dân gian và chơi được đàn bầu. Thái Phương đã không ít lần đứng trên sân khấu song ca cùng mẹ. Cô cũng có ý định gắn bó với con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Năm nay mới bước sang tuổi 19 nhưng Thái Phương đã có tới 13 năm theo đuổi nghệ thuật. Cô bé bén duyên và gắn bó với ca trù từ năm 6 tuổi. Năm 2016, Thái Phương giành giải nhất liên hoan ca trù Hà Nội. Mặc dù vừa làm ca sĩ không chuyên, vừa đi học, Thái Phương vẫn tranh thủ làm gia sư về đàn và toán. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Hiền tiết lộ Thái Phương rất tâm lý và hiểu mẹ nên hai mẹ con chỉ cần nhìn ánh mắt nhau là có thể chia sẻ suy nghĩ. Nhờ sự chăm chút tỉ mỉ từ gia đình nên Thái Phương vững vàng trong nghề. Thái Phương cũng từng theo mẹ biểu diễn ở nhiều nơi trong nước và quốc tế. Không những thế, cô bé còn học rất giỏi môn toán. Thái Phương tâm sự cô có niềm đam mê với âm nhạc từ khi còn bé xíu. Từ 6 tuổi, bố mẹ cho tôi học ca trù. Hồi đó tôi nghĩ là mình không thích, chỉ là bố hướng. Nhưng thời gian sau bản thân thấy thích và tự đi học. Từ nhỏ cô đã là trợ lý cho mẹ, cùng mẹ đi diễn khắp nơi. Sau nhiều năm luyện tập trau dồi, cô cũng được đứng trên sân khấu song ca cùng mẹ Thanh Thanh Hiền. Khi được hỏi về áp lực khi là con gái của người nổi tiếng, Thái Phương chia sẻ tôi cũng nghe nhiều người nói rằng đã là con nghệ sĩ rất khó nổi tiếng, nhưng nếu thực sự có đam mê, may mắn và sáng tạo ra chất riêng của mình thì chắc chắn sẽ thành công. Từ góc nhìn của nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Hiền, cô cũng bày tỏ tôi nghĩ là chuyện nổi tiếng không có gì quá ghê gớm. Đâu phải ai thành đạt cũng nổi tiếng. Cốt lõi làm nghề mà làm bằng trái tim, làm những điều mình muốn theo ý thích của mình mà lại đạt được thành công là hạnh phúc. Có những người cống hiến âm thầm cho nghệ thuật, họ rất vui và những người trong nghề ai cũng phải nể phục. Nhưng họ lại không nổi tiếng với công chúng. Quyết định theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, Thái Phương cũng tiết lộ mẹ là người chỉ đường dẫn lối cho cô. Tuy nhiên, hai mẹ con khó tránh khỏi những lúc chưa đồng thuận trong quan điểm về âm nhạc. Lúc này, nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền giải thích cái đấy có xảy ra chứ nhưng cũng không phải điều gì to tát. Phải như vậy, mình mới tìm ra được chân lý. Không có sản phẩm nào mình hát mà 100% mình ưng ngay được đâu. Nó tới 90% có sẵn chỗ này, chỗ kia mình đóng góp cho con. Nghệ sĩ đàn bầu Hoàng Anh Tú từng nhận xét con gái út giống mẹ ở điểm nhiệt huyết và thể hiện đam mê rõ ràng. Dù sớm thể hiện tài năng và niềm đam mê với nghệ thuật, song nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Hiền vẫn mong muốn con gái sẽ học văn hóa đàng hoàng. Hiện tại, ngoài đi học, đi diễn, cô còn là người đồng hành cùng mẹ Thanh Thanh Hiền. Sau khi mẹ chia tay chồng cũ, Thái Phương sẽ chăm lo hậu trường cho mẹ. Có năng khiếu là vậy nhưng nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền và chồng cũ vẫn muốn con tập trung học văn hóa nghiêm túc khi theo đuổi đam mê nghệ thuật. Bởi vậy, Thái Phương có một nền tảng kiến thức vững vàng với nhiều thành tích tốt trong học tập. Giờ đây, ở tuổi 18, bé Tấm mới dành nhiều thời gian cho việc biểu diễn, tập trung vào dòng nhạc dân gian. Hiện tại, ngoài đi học, đi diễn, cô còn là người đồng hành cùng mẹ của mình. Hoàng Thái Phương cho biết, cô đang cùng những người bạn thành lập ban nhạc Champan, có sự kết hợp giữa dân tộc và hiện đại, sử dụng các cây đàn dân tộc và những tác phẩm nổi tiếng nhưng được phối lại và biểu diễn theo một phong cách khác. Ngoài ra, năm nay, cô cũng muốn kết hợp với ca sĩ Ninh Hải Bolero, một người bạn của mẹ, mà Hoàng Thái Phương vẫn gọi là cậu trong một số bài hát. Ở nhà, Hoàng Thái Phương thường gọi mẹ mình một cách tình cảm là cô Hiền. Ở tuổi 18, nhìn vào dòng nhạc và phong cách Thái Phương, theo đuổi có thể thấy cô chịu ảnh hưởng nhiều từ người mẹ nổi tiếng. Hoàng Thái Phương chia sẻ, khi nghe em hát mọi người đều thấy cách hát của em giống mẹ. Cũng tại em ngấm dòng nhạc và phong cách đó từ trong bụng và trong máu rồi. Nhưng em khá vui với những câu nhận xét đó vì cô Hiền nhà em, hay một cách độc đáo mà, nên nếu em có giống được phần nào thì tốt được phần đó thôi.
Tất nhiên sẽ có khác một vài chỗ nên em không bị áp lực nhiều. Nhiều người trẻ không thích bị gọi dưới cái bóng của bố mẹ. Hoàng Thái Phương chưa có nhiều hoạt động nghệ thuật chính thức, nhưng cô không chạnh lòng khi bị gọi là con gái nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền. Em cũng đã từng suy nghĩ tới điều này, nhưng chỉ trong vài phút thôi vì em cũng cảm nhận được khả năng, đam mê và tình yêu âm nhạc của em rất lớn, nên em không suy nghĩ tới việc bị áp dưới hình bóng của mẹ. Ngược lại em cũng rất nể trọng và tự hào với những gì cô Hiền gây tạo và đã làm với cả cuộc đời dâng hiến cho nghệ thuật, Hoàng Thái Phương nói. Về ý định tham gia các cuộc thi âm nhạc để dễ dàng được biết đến hơn, Hoàng Thái Phương cho biết, cô sẽ tham gia các sân chơi khi có đầy đủ sự am hiểu, cảm nhận sâu sắc về dòng nhạc định gắn bó. Còn hiện tại, cô vẫn đang học hỏi, gom góp, vun vén từng mảnh, nhỏ, vẫn cảm thấy mình chưa đủ chín để bung ra. Hoàng Thái Phương cũng nói thêm, ở tuổi 18, cô vẫn thích được sống, làm việc một cách đủ đỉnh, như hiện tại, và nói vui đó như là truyền thống của gia đình. Em ảnh hưởng mẹ tính cách, lối sống, phong cách hát, còn đàn bầu là ghen của bố. Còn sự đủ đỉnh là thừa hưởng, từ cả mẹ và bố. Thực ra bố em cũng đủ đỉnh lắm. Cả nhà đều đủ đỉnh. Cả nhà không vội vàng, không thích sự tấp nập. Bố mẹ đều sống kiểu tinh thần nhiều hơn vật chất nên sống tình cảm lắm, cô nói. Trong mắt con gái, nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền sống cảm xúc, còn trong dạy dỗ con cái, nữ nghệ sĩ để con được tự do trong khuôn khổ, mẹ không hề dễ dãi, xuề xòa trong việc dạy con. Có những điều có thể du di, châm trước nhưng có những điều đã là luật, đã phạm thì phải phạt. Mẹ rất nghiêm khắc trong việc dạy con. Theo Hoàng Thái Phương, sự nghiêm khắc của cô Hiền với con cái cũng rất nghệ sĩ. Nhà em không dạy con bằng đòn roi, cũng không có lớn tiếng quát tháo bao giờ cả. Thực sự, cô Hiền nói nhỏ nhưng mà sợ lắm. Với lại để cho các con nhận ra sự việc và ghi nhớ những việc mà mình đã phạm phải thì sẽ nói chuyện đến khi trong tâm tụi em phục, và tự nhận lỗi thì sẽ tự ra để xin lỗi, con gái Thanh Thanh Hiền tiết lộ. Thái Phương cho biết, dù bố mẹ đã chia tay nhưng vẫn luôn hướng tới cái chung là vì con cái. Thế nên cô cảm thấy rất vui vì mọi nỗi buồn cũng đã qua rồi. Cả gia đình cô luôn chọn cách sống bình tâm và theo hai chữ tùy duyên, và hỗ trợ con cái tốt nhất có thể. Có những lúc mẹ buồn, tôi vẫn nói với mẹ rằng, hãy coi hôn nhân là bài toán mà mẹ giải sai đáp số, làm sai thì giải lại. Mẹ tôi sống tình cảm, rất cần người ở bên sau này, rất cần người chia sẻ. Nhưng đó là sau này, sẽ vào một thời điểm thích hợp hơn, không vội vàng. Có thể mẹ tôi vẫn còn dư âm cuộc tình cũ, vết thương chưa lành hẳn. Bây giờ nên nghỉ ngơi sau một trận bão lớn. Chị em chúng tôi thông cảm vì cái kết không hoàn hảo của một cuộc hôn nhân đâu phải là sự mong muốn của cả hai đâu. Âu cũng là cái duyên cái nợ. Nhưng vì mẹ tôi làm nghệ thuật, sống vì trái tim và cảm xúc sâu sắc quá nên mọi chuyện đến mang cảm giác rất mệt mỏi. Còn hai chị em tin ngoài hai chữ duyên, nợ ra đều có thể cân bằng được cả lý trí và con tim, Thái Phương chia sẻ. Sau lần gãy gánh hôn nhân thứ hai, nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Hiền cũng cảm thấy ổn hơn khi có con gái luôn kề cận, sẻ chia và hết lòng ủng hộ mẹ. Thanh Thanh Hiền chia sẻ cả hai con của mình đã hiểu và biết cách cư xử sau khi biết mẹ ly hôn. Cô nói, Tú Linh đang học ở nước ngoài, trưởng thành và tiếp cận với thế giới mở, cư xử rất văn minh. Bạn ấy cực kỳ hiểu mẹ, yêu mẹ và tôn trọng những quyết định của mẹ. Bạn ấy không bao giờ đề cập tới vấn đề này, mặc dù tôi hiểu bạn ấy biết chuyện gì đã xảy ra với tôi và cũng có chút xao động trong tâm can. Bạn ấy buồn thương mẹ nhưng không bao giờ để lộ ra bởi vì mọi thứ rồi cũng sẽ qua. Con gái út bé Tấm là người cận kề với tôi, Tấm chia sẻ rất nhiều những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, từ miếng ăn, nước uống, giấc ngủ. Bạn ấy cận kề bên tôi trong những giấc ngủ trằn trọc và giật mình của tôi. Tấm an ủi tôi nhiều. Bạn ấy bảo tôi, mẹ hãy coi đây là một bài toán mà mẹ giải giải sai đáp số, bây giờ mẹ giải lại. Video của mình tới đây thôi, hy vọng đã mang lại cho các bạn nhiều thông tin bổ ích. Hãy bình luận ý kiến riêng của mình ở phần comment ở phía dưới nhé. Và đừng quên bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn, chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ, tràn đầy năng lượng và luôn luôn giữ gìn sức khỏe. Xin cảm ơn.